Xin chào các bác nhá. Tiếp tục lại lên cho các bác quả lồi áp suất nhá. Đấy, cuối tuần bác nào có thích linh xương rồi vịt om sấu rồi các loại linh nhá, mình cho vào đây cho em. Đấy, phút mốt là xong rồi. Với những cái con mà áp suất hàng nội địa của Nhật này nó hầm rất là nhanh các bác nhá. Nó là siêu nhanh luôn. Đây là một con đun hồng ngoại và đun ga các bác nhá. Đây là lồi áp suất đun hồng ngoại và đun ga hàng nội địa của Nhật. Con này thì dung tích của nó đâu nhỉ? Đây để em nhìn xem nào. Ở trên này nó không ghi dung tích sao? Đây thử nhìn bên này nhá. Ở đây cũng không có này, để em thử tìm ở bên cạnh xem nào. À đây. Con này của nó là dung tích của nó ở đây là 5 lít các bác nhá. Đấy 5 lít này. Không biết cái này nó ghi được cái gì nhưng 1 cân trên 1 cm. Cm vuông này, 1 cân trên 1 cm vuông này. Thế nó là cái gì các bác? Mikado. Mikado. Tức là cái thương hiệu của nó là Mikado, một thương hiệu lô địa của Nhật các bác nhá. Đấy, xả hơi thì các bác chỉ việc nhấc nhẹ lên này, là hơi nó ra hoặc là để kệ nó sẽ tự nó cũng sẽ ví dụ khoảng một thời gian ví dụ 5 đến 7 hoặc 10 phút là nó cũng sẽ ra, tức là nó sẽ nhả hơi cho các bác đấy. Tóm lại là tùy theo cái nhu cầu của các bác sử dụng muốn cần nhanh hay chậm. Ui, còng cái vùng của nó sợ thật. Còng cái vùng của nó lặng chừng trịch luôn các bạn. Lặng dã man luôn ấy. Giòn giếc là còn ngon này. Đấy bên trong các bác chịu khó về mình cọ qua nhá. Các cái này thì em chưa có vệ sinh vệ sinh ở đâu thì về các bác chịu khó mình lau qua vệ sinh qua được chưa ạ? Đấy, cái loại 5 lít này các bác có mà om cả con vịt to, loại vịt 2 cân thì thoải mái. Các bác nhá, vịt 2 cân cứ chặt nhỏ ra phát một. Đấy, hay là mình linh xương. Xương linh cả cân. Đúng không ạ? Đấy thì bác nào mà chốt con này thì alo em nhá. Hầm siêu nhanh luôn, hàng nội địa của Nhật. Đun ga, đun hồng ngoại các kiểu. Vâng, giá con này thì để các bác là 580.000 nhá. Đấy, 580. Bác làm một chốt thì nhanh tay alo cho em. Số điện thoại đặt hàng là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. 580k các bác nhá. Vâng, cho một con hàng lô địa của Nhật. Rồi, em xin chào và kết thúc video tại đây. Đấy, số điện thoại thì em để tiêu đề nhá. Bác nào qua trực tiếp cửa hàng được, cửa hàng em thì ở số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Cách bến xe Mỹ Đình nó chỉ khoảng 3 đến 400 mét thôi. Đấy thì các bác qua trực tiếp được. Số 57 đường Nguyễn Hoàng các bác nhá. Em xin chào các bác nhá.